Phản Man United bức xúc vì Marshall không được thay Nunku lỡ World Cup vì chấn thương. Sau khi hay tin tiền đạo Christopher Nunku của Leipzig bỏ lỡ World Cup 2022 vì chấn thương, một số cổ động viên Man United đã không giấu được sự tức giận khi huấn luyện viên Didier Deschamps không triệu tập bổ sung Anthony Marshall để thay thế cho cầu thủ này. Marshall là chân sút đã gắn bó với MU suốt từ năm 2015 tới nay. Đây cũng chính là năm cầu thủ sinh năm 1995 chơi trận ra mắt đội tuyển Pháp. Kể từ đó tới giờ, anh đã có 30 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và chỉ ghi được 2 bàn thắng. Bất chấp việc thành tích của Marshall ở đội tuyển Pháp chẳng có gì ấn tượng, nhiều fan MU vẫn cho rằng việc huấn luyện viên Deschamps bỏ rơi cựu tiền đạo câu lạc bộ Monaco khi Nunku chấn thương là một sự bất công, thuyền trưởng đội tuyển Pháp gọi tiền đạo Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt thay thế Nunku, còn Marshall vẫn phải làm khán giả ở World Cup 2022. Trên mạng Twitter, một fan MU đưa ra quan điểm, họ cho gọi một cầu thủ đang chơi bóng ở Bundesliga và phớt lờ Marshall ư. Thật không thể tin nổi. Một tài khoản khác thì cho đăng dòng trạng thái, tôi ước Marshall là người được chọn. Tuy nhiên thật đáng tiếc là huấn luyện viên Deschamps lại suy nghĩ khác. Cùng chung quan điểm với tài khoản trên là tài khoản về ý kiến, tôi thực sự buồn khi chứng kiến Marshall chưa bao giờ có cơ hội được cống hiến hết mình cho đội tuyển Pháp. Cuối cùng, một fan của MU tỏ ra rất thất vọng khi tuyên bố, vậy là Marshall lỡ World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp rồi. Người ta không thể làm vậy với anh ấy. Ở mùa giải 2022-2023, Marshall mới đá 7 trận cho MU và anh đã có 4 lần ghi tên mình lên bảng tỷ số. Về phần mình, người được gọi thay thế Nunku là Muani đã ghi 5 bàn và đóng góp 10 đường kiến tạo trong 10 lần ra sân ở Bundesliga kể từ khi gia nhập Eintracht Frankfurt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.